Hello, xin chào anh em. Thì mình Hà đây. Thì như anh em thấy là hôm nay là Vinagame cập nhật cái phiên bản tiền giai đoạn 1.105. Thì ở đây thì cập nhật có những tính năng hot. Thì mình sẽ trong clip này mình sẽ review và mình số test thử một số tính năng. Thì như bài viết của bên trang chủ bot á, thì các bạn cũng xem qua rồi. Thì cập nhật hai con anh hùng mới. Cập nhật tính năng thiên thư và tính năng nâng cấp nguyên long. Ngoài ra hoạt động của server là tính năng liên đấu bang server và một số tính năng khác thì mình sẽ giải thích trong video luôn. Thì ở đây khi mới cập nhập vô game xong thì bạn sẽ có mấy cái nhiệm vụ ở đây nè. Thì các bạn vô bạn làm thôi, chủ yếu là nhiệm vụ mở slot thiên thư và mở slot nguyên long. Thì mình đi đầu tiên mình đi vô vấn đề về cái thiên thư trước. Thì cái thiên thư ở đây nó sẽ mở ở cái slot thiên thư gọi là cái kinh tàng. Thì cái thiên thư này nó sẽ có 3 slot đựng như thế này, mình đựng hết mấy cái thiên thư trên đây và nâng cấp bằng cái máy cuốn thiên thư 1. Nhưng mà ở tình hình hiện tại thì mình khuyên các bạn là lên chợ thời điểm hiện giờ thì giá thiên thư và mảnh thiên thư là không còn một thứ nào hết, nên các bạn đừng vội để mua, tại vì mua nó sẽ giá rất là trên trời dưới đất và nó sẽ rất là đắt. Thì mình nghĩ thì đợi một thời điểm tới lúc server nó lên 119 hoặc là 109 nó bão hòa lại, clone nó chạy đầy đường thì giá cả sẽ thị trường nó ổn định hơn thì các bạn sẽ nâng cấp, còn ai có sẵn thì cứ lên thôi. Đấy. Ai sẵn mình show thiên thư vì slot thiên thư tương lai của mình thì nó sẽ cũng như vậy thôi. Thì sau này sẽ là cuốn này chỗ này là slot 1 vẫn ưu tiên là bàn cổ thôi, còn bạn nào thích lắp điểm nhãn thần thì lên bàn cổ làm nhãn thiên, điểm nhãn thần. Cái gió xuân ấm áp này tùy theo trường hợp nha. Nếu mà mình có slot siêu năm á, thì sẽ lắp gai áo hồng. Đâu gai áo hồng là mình lắp siêu cu hai cuốn này, để bị cuốn gai gai áo hồng á, mình đi mấy cái phụ bản nào mình cần huyền vũ nhiều á thì mình sẽ lắp gai áo hồng, còn mà nếu mà đi phụ bản nào mà mình cần gây đam nhiều quá thì mình sẽ lắp gió xuân ấm áp. Sẵn ở đây mình tiện mình sau luôn cho các bạn coi đấy. Thì ở cái kinh tàng này, cái cuốn thiên thư này mình đổi trong điểm tranh đoạt sân cúp linh nha. Và ngồi ra thì nó còn đổi được trong cái 66 cái điểm tinh túy hồn vũ, đổi cuốn cam này là 30 điểm. Thì mình nghĩ là mình để nếu mà không cập nhật cái này sớm á, thì mình định đổi cái chuông để mình lấy 14k lực chiến với lại sinh lực. Nhưng mà chắc mình bữa sau thì tuần này xong, tuần này mình đủ để mình đổi cuốn này, mình review cuốn này luôn cho các bạn coi thì cũng được thôi, mình lấy cái chuông sau cũng được, dù gì cái chuông cũng tăng 14k lực chiến thôi. À, ngồi ra thì cái cuốn này lấy trong điểm 2.000 điểm thợ săn. Thì cái cuốn 2.000 điểm thợ săn này trước sau thì ai cũng có, nhưng mà điểm thợ săn bây giờ có cái để dùng với lại tiêu được nó vậy, còn mấy cái này đổ rất là đắt nên mình không biết xài thì có ok hay không. Thì dĩ số đợt mình coi là nó tiếng Tàu và tiếng Anh, thì về Việt Nam mình nó chắc cũng như vậy thôi. Và ngồi ra thì mình cũng nói luôn là hồi trưa mình cũng có đọc trên tin tức là về nói về cái gói quà ngày, thì mình cũng giải thích cái gói quà ngày là hồi xưa được có mấy ông đăng trên group á, là nó là quà ngày nó sẽ không đổi là sau đó, nhưng mình khẳng định với bạn luôn quà ngày nó sẽ đổi, là cái này không phải là do lỗi nhà phát hành. Cái này mình binh nhà phát hành nha. Tại vì sao? Tại vì mình là giai đoạn đang là chuyển sinh một, ở bên server nước ngoài là nó chuyển sinh hai rồi và nó đang giữa giai đoạn chuyển sinh hai rồi, cho nên khi mà mình đạt tới giai đoạn chuyển sinh hai á, cái quà ngày nó sẽ thay đổi. Có một số bạn nói thì cái quà ngày á, mình cập nhật ở đây á, là cái bản mới này là ở cái thiên cái bản, ở bản bên ấy á, bên Google thì nó sẽ cho thêm ở cái ô này, nó sẽ cho thêm nó cho luôn cái cuốn thiên thư hai mảnh cuốn nâng cấp thiên thư đỏ, và ở cái gói này là nó sẽ cho thêm hai cuốn chứ không phải là một cuốn nha, này tự chọn sẽ là hai cuốn chứ không phải là một cuốn. Và ngồi ra ở cái quà ngày nó sẽ nâng cấp lên cái này sẽ, cái số bạc nó sẽ bị giảm đấy. Và cái gói ngày 1-2 này nó tập trung vào cái nâng cấp thiên thư nhiều là chính. Nó mất đi cái slot nâng cấp đá và slot nâng cấp cái cục để tẩy luyện trang bị, thì nó cũng thọt một ít. Đối với mấy bạn nào mà đi đồ phụ bản á, thì phải tốn tiền như hồi xưa, chỉ cần nạp tầm 5.000 hay 25.000 là các bạn tẩy được con cỡ từ 5 đến 10 phát. Còn bây giờ là bạn phải đi mua. Và đa số cái bản này người ta tập trung vô cường hóa và tập trung vô nâng cấp thiên thư, tại vì đá càng khôn cho rất là nhiều trong gói 2, gói 1 và gói ngày 2. Thì mình nghĩ nếu mà nạp á, thì bạn nào đủ điều kiện thì nạp cả ba gói, còn không đủ điều kiện ấy
thì mình nghĩ là nên dồn một mua một lần là mua gói ngày 3 luôn, nó sẽ lợi hơn so với mua mấy gói ngày khác. Đấy thì mình nói qua cái gói ngày, tại vì mình đọc nhiều rất nhiều comment rồi, tại vì mình cũng có làm clip và mình cũng nói trong cái group cộp là cái gói quà ngày là nó sẽ bên Google sao thì nó sẽ y chang như mình như vậy, mà nó chỉ phân theo giai đoạn khác nhau thôi. Cái này mình không trách nhà phát hành được. Đấy. À, ngoài ra thì tiếp theo là cái về cường hóa nâng cấp nguyên lân. Đây. Về đầy đá hồ thì ở cái nguyên lân ở phiên bản này, khi mà các bạn nâng cấp, các bạn làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ mở cái slot nâng cấp nguyên lân. Thì ở nguyên lân này các bạn nâng cấp thì các bạn sẽ tốn là một một cái nguyên liệu chúc phúc, này mình không biết là cái tỷ lệ thành công hay là thứ gì, thì tốn một cái cát đâu cái nguyên sa ấy, cái huyền nguyên sa và một viên nguyên lân. Thì cái này mình không biết đâu, để mình test cho thử cho các bạn coi luôn. Này mình sẽ vô khoa, mình hy sinh, mình hy sinh một viên nguyên lân, hy vọng là ai có 5 viên nguyên lân luôn đủ. Đấy, á hồ nguyên lân này mình nhắn vô rèn và mình mình nếu mà mình mua một cái nguyên liệu này là bao nhiêu tiền? 60 kim nguyên bảo. Đây 60 kim nguyên bảo, đây mình mua thành công rồi nha. Đây ấn một cái chúc phúc này nó có khác biệt gì không? Đây mình, đây là lần đầu tiên mình thử, mình đây thử mình ấn không chúc phúc nha. À các bạn ấn không chúc phúc thì nó sẽ thất bại, còn có một viên nguyên lân vô thì nó sẽ tăng tỷ lệ thành công. Vậy là nếu mà rèn không á, đây để mình thử nó rẻ mà, để mình thử năm phát nha. Đây năm phát là tốn hết 300 kim nguyên bảo rồi. Đây là rèn không nha, đây là rèn không, không có không dùng nguyên liệu chúc phúc nha. Thì mình rèn, không biết nó lên lực chiến hay không ta, lên cái này là khi mà một cấp 0,1%. Ô nó lên cái này này, à thành công, đã rèn thành công, nghĩa là mình rèn nó sẽ có tỷ lệ 50-50. Lên lên thì lên lên thành công thì tăng được nhiều lượt chiến hơn, còn thất bại thì nó tăng một ít. Thì bạn coi vô cái phần sinh lực đây nè, nó sẽ random nó tăng vào hai dòng này. Thì nguyên liệu chúc phúc thì mình thử ấn, để mình ấn phát cuối cùng thì mình thử bao nhiêu phát xịt. Đây một phát xịt à, lên được 0,2% nè. À xịt tiếp nè. Đây xịt nè, bây giờ mình sử dụng nguyên liệu chúc phúc là viên nguyên lân nha, mình ấn vô rèn nè. À cái viên nguyên lân thì nó lên nhiều hơn, nó lên được 4% luôn, nhưng mà mất một viên nguyên lân nha. Đấy mình làm cho bạn coi là tỷ lệ 50-50 nha. Như hồi nãy mình ấn 4 phát, đâu mình ấn tính là 6 phát, là 2 phát lên và 4 phát xịt và một nguyên lân chúc phúc thì chắc chắn 100% lên. Cái này mình nói đây là mình ấn đi thử nguyên lân 100% lên nha, còn mình ấn phát thứ hai nó xịt hay không thì không biết nha, cái đó là tùy khi mấy bạn lên nha, chứ không phải cứ coi xong rồi đổi thừa ủa kêu sao mà mình ấn lên mà các bạn ấn xịt cái này không biết nha, cái này tùy theo tỷ lệ nha. Này mình chỉ test thử thôi, mình thí nghiệm cho bạn coi vài đường cơ bản thôi. Đấy. Đó, tiếp theo là cái slot thiên thư. Thì mình lấy mớ thiên thư trong kho ra để mình thử luôn. Để mình kết hợp cái dòng anh hùng luôn. Cái dòng thiên thư đó nó được cộng cái thứ gì, thì thiên thư thì mình cũng có một mớ trong rương. Nói chung là cũng kha khá kha khá. Đây. Về thiên thư, đây mình kinh tàng thì mình ấn vô cái phần xem trước, thì nó sẽ tăng vật công và chính xác tối đa là bao nhiêu, nó để đây tối đa luôn nè, vật công tối đa là 78, chính xác là 48. Thì mình cứ đóng sách. Ồ. À mình sẽ chọn một trong hai cuốn. À nâng cấp thành công thì cứ nâng cấp lên thôi. Ồ đóng sách ở đây. À bạn chỉ nâng được hai cuốn thôi, rồi sau khi mà các bạn có hai cuốn thiên thư này, các bạn bỏ vô các bạn nâng cấp, rồi tiếp theo nâng cấp xong hai cuốn nó sẽ cho chỉ số thuộc tính, rồi bạn sẽ lên cửa hàng để mua cái cuốn này. Ủa cái cuốn này nó không có, cuốn này phải đi phụ bản tu chân hoặc là đâu đâu mình còn cái cuốn ở đâu đó mình lấy nó ở đâu được không? Tại vì mình đóng trên cửa hàng không có là mình nó sẽ có đổi. Rồi vậy là không có luôn, vậy là không có. Vậy là cái cuốn đó nó sẽ bắt buộc là phải mua trong vài ngày. Đúng không ta? Đúng rồi, vậy là cái cuốn nâng cấp thiên thư là bạn bắt buộc bạn phải mua gói quà ngày 2 bạn mới có cuốn nâng cấp thiên thư này, hoặc là bạn đi tu chân bạn mới có cái cuốn thiên thư này. Đấy thì gói quà ngày 2 nó có tác dụng của nó là dùng để nâng cấp thiên thư. Thì cái cách nâng cấp thiên thư á, thì mỗi cuốn thiên thư, mỗi cấp bậc và cái mỗi mỗi loại nó sẽ ra một cái yêu cầu cái số thiên thư này khác nhau. Đấy cho nên thì các bạn nào ưu tiên nên nạp gói ngày 2.
là gối ngày 3 và gối ngày 1 thôi, khỏi nạp để mình ưu tiên mình lấy mấy gối khác. Còn bạn nào cần lấy kim miếng bảo khó thì cứ nạp thôi để nâng cấp cái tiên thư. Đấy thì ngồi ra có hai cái mới. Tiếp theo thì về phần bet thì nó cập nhật thêm tính năng là cái thứ tự ra trận. Ở mình xếp cái ô thứ tự này khi mà con bet á các bạn cần, ví dụ như bạn đánh BB á thì bạn nào mà có sử dụng hai bet á, hai bet trở lên á thì khi mà vô giao tranh á thì khi mà các bạn là đi, ví dụ mình nói chơi cợp nha, là đi đầu mà cụp đi đầu bạn cợp bạn mở giao tranh thì bạn sử dụng con địa tinh để bạn mở giao tranh cho khỏi bị sốc sát thương. Đấy, bị bạn gom và các bạn quằn quại rồi tới lúc bạn chuyển qua các bạn đi công. Bạn hóa người á thì bạn chỉnh qua số tự con biết này nó random theo trận á, ví dụ như bạn ra bạn muốn địa tinh đi đầu tiên thì chỉnh địa tinh đầu tiên, còn các bạn chỉnh con tái huyền số 2 thì bạn chỉnh đó cái số này đến như đây 1 2 đó, thì bạn đánh cái số thứ tự trên con biết đây nó sẽ ra vào vị trí khi bạn tham gia đánh BB, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy thì nó cập nhật thêm cái tính năng này, mình thấy nó cũng hay, và nhiều người ta có nhiều tại vì nó ra cái tính năng này, tại vì nó mở thêm biết mới và có một số người người ta đam mê siêu tầm bet đấy, người ta để thỏa được cái đam mê đó thì nó cho thêm một cái số thứ tự này để người ta sử dụng hết tất cả các con bet trong giao tranh thôi. Nói chung là khoe bet là chính, lại cũng ứng dụng trong thực tiễn được không cỡ tầm 50-60%, chứ thường thì vô giao tranh người ta sử dụng một con bet là chính thôi, chứ đâu mà 2-3 con bet. Nếu mà 2-3 con bet thì mất đi cái slot nội đơn, nó không có hay. Đấy thì đó là ba cái cập nhật, và ngồi ra thì nó ra thêm tính năng liên đấu bang silver ấy, thì nó sẽ mở vào trong tuần, không biết mình có mở hay chưa để mình coi thử. Trật tự ngũ hành, đáng ông cuồng nhiệm vụ ban, liên đấu ban, chiến tu ban, trưởng lão tu tiên, hùng mạnh xung quân, đoạt lãnh địa, thần thú ban, tập huấn ban. Mình nghĩ là liên đấu cực hạn. Đây cái liên đấu cực hạn này nó sẽ xếp vào thứ năm hàng tuần. Đây là một trong những sự kiện mà mình nghĩ là chắc mấy anh em rất là mong muốn, phải là mấy anh em mà là cả server rất mong muốn sự kiện này. Thì để các bạn nào muốn gặp được Khanh thì cứ tham gia vào thứ năm mỗi tuần vào mỗi buổi tối để được tận hưởng cảm giác đánh đập Khanh, nó rất là hấp dẫn. Thì anh em cố gắng tham gia hoạt động tích cực trong server để được ban mình tham gia đánh liên đấu ban. Đấy là ngày mai rồi, mình nói chi xa thôi là ngày mai rồi là được đánh rồi, nghĩa là top 8 cho bạn xếp hạng này, ghi top 8 cho bạn liên đấu ban thì sẽ được đủ tư cách tham gia. Thì server này chắc server bây giờ game tầm ít người, mình chắc là ban nào cũng được đánh rồi, không có cần top 8 đâu. Đấy là mấy cái hoạt động mới. Tiếp theo là mình nói ở phiên bản này là giá nguyên liệu và giá nguyên lân. Mình coi thử giá nguyên lân nó có lên hay không nha, mình chưa check giá. Về quyển thượng cổ giá vẫn vậy, nguyên lân giá vẫn vậy, nhưng mà không có gì thay đổi. Về giá cả thị trường không có gì thay đổi, chỉ có thiên thư là hết sạch trên chợ thôi. Thế là mình không biết là cái cuốn thiên thư khi nâng cấp tốn như thế nào, mình thấy là mất sạch mình nghĩ chắc cũng khá tốn đó, cũng khá tốn. Thì mình thêm tuần này nữa là mình đang coi bản cập nhật là tuần này mình coi, bữa mình cũng không để ý là có cập nhật cái x2 hồn hôn hay không, để mình đem mình chiếu lại. Tuần này lại có x2 hồn hôn thì mình nên khuyên các bạn là nên mua trước thiên cỡ tài đi. Tại vì tới 199 là mình mới nâng cấp được, nghĩa là mình có tới giai đoạn hơn 1 tháng để mình bị đứng server. Mà các bạn ngưng lực chiến thì với cái tình hình x2 liên tục như thế này thì giá thiên cơ tài mình nghĩ để mình coi thứ bao nhiêu viên rồi. Mình nghĩ giá thiên cơ tài nếu mà gian thương mà nhiều thì giá thiên cơ tài mình nghĩ chắc chắn nó sẽ đẩy lên trên trời thôi. Bạn nào tranh thủ thì mình thấy 6k3 được rồi, mua tranh thủ mua đi. Chứ không thôi để đẩy lên 7k, 8k, 9k như được trước nữa thì sẽ rất là cực. Đấy. À, coi thử mình chơi thêm. Con bet mới là về đồ giám có thêm con thần bài. Thì con thần bài này bạn nào mà fan LOL thì biết nó là con Justify, gọi là con TF, mình đọc tiếng Anh hơi Sida. Thì con bet này mình nghĩ là khi chủ nhân thi triển kỹ năng, chú hề có 8% chọn bài khác màu tấn công mục tiêu, chú hề mỗi 15 giây rút bài một lần, mình đỏ gây sát thương vật lý, sau đó trong 5 giây mỗi giây hồi cho chủ nhân 3% sinh lực, mình rô gây giải sát thương vật lý, giải trừ hiệu quả bất lợi cho chủ nhân, giúp giải sát thương chủ nhân phải chịu giảm, mình bích gây sát thương vật lý làm mục tiêu sợ hãi,
mình cơ gây chấn thương vật lý là mục tiêu làm gì? Vật lý làm sát thương mục tiêu gây ra giảm. À, nói chung là nó random. Nói chung mà con bé này mình không cần đọc chiêu 2, chiêu 3 gì đâu, nói chung là gây đam cơ bản rồi vật lý tiêu dạy chó thôi. Thì nó như cái con kỹ năng con thằng bài này mà đi chung với con anh hồ của để chúng tôi mình đăng tin bức ảnh lên hội cợp nữa để lấy tin tác là con Lục Thừa Phong. Thì mình nói thiệt là bộ đôi nhân phẩm, nghĩa là con kia thì random bóc bài đấy, bóc bài trúng bài nào thì gây đam bài đó. Thêm con anh hùng này random kiếm, nghĩa là kiếm nào rớt kiếm đó, nghĩa là bạn sẽ chơi cuộc chơi nhân phẩm, rớt bài ngon bóc bài ngon thì bóc bài ngon kiếm ngon thì ăn, còn bài dở kiếm dở thì thua, kiểu như chơi xì dách vậy. Đấy, đấy là mình đây hướng đi cho bạn nào có đam mê cờ bạc thì đi cái kiểu đó. Đấy, thì ngoài ra thì mình đưa một lời khuyên trước thêm cuối video nữa là đúng rồi, còn một cái nữa là cái thần khí mình xém thì quên mất, cái thần khí là cái hợp lực. Thì ở cái hợp lực này thì mình cũng coi qua là nâng cấp bằng cái lệnh bài thì mình cũng thử luôn. Thì mình coi thử cái hợp lực nó tăng cái gì đây. Hợp lực tháp niệm ma lại sáu nhiếp hồn là mình chưa có kỹ sáo. Đây mình chưa có kỹ sáo. Tháp niệm ma lại sáu nhiếp hồn để mình mua thử mấy cái đây mình thử luôn. Đây. Ồ, rẻ vậy, 12 cái mua 20 cái luôn. Mình là người có kim nguyên bảo mà. Đây. Mình ấn thử nha, tăng cấp xem thuộc tính. Tôi phải coi thử cho, để mình đọc hướng dẫn cho nó chắc. Thuộc tính thu nhận và thuộc tính hợp lực không cần trang bị thần khí sẽ vẫn có hiệu lực. Tiêu hao đạo cụ và bè sẽ giúp tăng hấp thụ thần khí. À, đạo cụ là cái này. Thần khí có thể hợp lực với nhau, hai thần khí khi hợp lực với nhau cấp thu nhận mỗi lần sẽ tăng 5 cấp. Hợp lực một lần tăng một cấp. À, ok. Mình không có cái túi, mình không có diễn thiên lực. Nên mình coi thử mình đang cầm cái tháp thì mình hợp lực thôi, mình tăng cái gì đây. Ủa, hợp lực thì mình ấn tăng như thế này thôi hả? Ồ, chỉ cần ấn tăng cấp như thế này thôi là lên được 9 thôi, vật bạo. À, thì thôi đơn giản quá vậy. Ồ, vô cùng đơn giản luôn, chỉ cần ấn vô và tăng thôi, đâu cần làm gì nhiều đâu. Khi mà các bạn sở hữu thần khí thì các bạn ấn vô các bạn tăng thôi, mình tưởng đâu là ghép mấy cái này lại nó hấp dẫn chứ còn lại mình thấy nó cũng bình thường. Ô, cộng vật công này nó nâng đi. Ui, mình thấy khá chua đó, một lần nâng cấp cái này tăng được có mấy điểm thôi mà tốn mười mấy kim nguyên bảo, thì mình nghĩ tầm chục phát thì cũng nghĩa là hao kha khá đấy. Tu vi thu thập hợp được 88, nghĩa là mấy cái này các bạn sở hữu thần khí này nó muốn dạng như là mình sở hữu thần khí càng nhiều thì khi mà các bạn tăng cái này nè, mấy chỉ số này lên càng nhiều thôi. Đấy, mình cũng test cho các bạn coi rồi, mình thấy mấy cái này thì nói chung là khá là hút máu. Đấy, khá là hút máu, nhìn nó tốn chỉ cỡ tầm 12 kim nguyên bảo thôi, nhưng mà tính theo hàng ngàn cái thì nói chung là cũng rất là kinh dị, nên các bạn cũng phải chịu khó nạp thôi. Và ngồi ra thì mình coi thêm có hai thần khí mới là thần khí gọi là sáu nhiếp hồn, mình gọi là đã có bổng ấy, nhìn nó giống cái bổng lắm. Thì cây sáu nhiếp hồn này là gây đam thôi, khi mà dạy như nó là nó điện liệt cây nè, nên để cây kiếm hợp lý hơn. Tại vì khi gây sát thương thì kẻ địch dưới 20% máu, đánh kẻ địch đó khi đánh nó sẽ xuất hiện cái kỹ năng mà rút hồn. Đấy, gây thêm sát thương cũng có, cái này mình cũng đọc qua bên bản ấy rồi, gây thêm sát thương cho mục tiêu thôi. Thì cái cây sáo này hợp cho mấy class dồn đam như Shin và Kakama thì xài cây sáo này tốt, hoặc là nghĩa là cho hai class đó thôi, thì có hai class đó áp sát vô sóc đam đấy, còn lại đâu mà tay dài thì bây giờ phải cầm con chuột rồi, thì không cầm con chuột là không sống được, nó thẳng luôn, bây giờ là không cầm con chuột là không sống nổi. Thì bây giờ vô mà gặp Shin mà đồng được chiến là vô con Shin nó chọc một phát là chết thôi, nên bắt buộc phải cầm con chuột để trốn trong giao tranh chứ. Thì tiếp theo thì ra thêm cái sổ sinh tử, thì mình thấy game này nó bắt đầu nó cập nhật mấy cái dạng như random rất là nhiều. Thì skill nó cũng như con hai anh hồn, cái anh hồn lại con bét, thì nó cũng random một trong hai, khi mà bên trên bao nhiêu phần trăm sinh lực đó đấy, khi sinh lực thấp hơn 20% thì lập tức hồi 250 sinh lực.
khi tinh lực thấp hơn 20% thì lập tức chịu ba cái này tử phù là cái này là gây đam nha, cái này sinh phù tốn năng mục tiêu đồng đội, mục tiêu đồng đội nhận được sinh phù, kẻ địch nhận được tử phù đấy, sinh tử phù duy trì trong vòng 20 giây, nghĩa là khi mà bạn kích hoạt cái này nè mà đồng đội nhận được á, thì khi mà đồng đội bạn dưới 20% sát thương á, thì đồng đội bạn được hồi được 250% sinh lực. Cái này là 250 sinh lực là chưa nâng cấp nha, mà khi chịu sinh lực thấp hơn 20% là lập tức giảm sát thương trực tiếp luôn là 390, thì cái này sẽ nâng cấp lên thôi. Thì mình thấy cái này nó cũng cũng ngầu nhưng mà không mấy ai xài, thì đa số thì mình coi bên đó xài là vẫn xài cuốn diễn thiên lục, cuốn con chuột, túi như ý, cái chung với lại cây tháp, thì đó là những thần khí mà đợt trước mình show clip mà bản Trung Quốc người ta chơi trước mình gần một năm trời, thì người ta vẫn chơi mấy cái đó và chơi mấy cái đó và nâng cấp map mấy cái đó, thì các bạn nên dùng mấy cái đó đi. Còn mấy cái này thì ai mà có sở thích sưu tầm hay là thích đi lạ đời hoặc là thích khoe thần khí thì cứ lấy bình thường thôi. Nhưng mà thông thiên bí bảo nha, nên nhớ nha, hoạt động thông thiên bí bảo là mấy cái này toàn lấy bằng kim bảo không khó đó, nên các bạn nên suy nghĩ trước khi lấy thần khí. Còn cái này nói chung là mấy cái này toàn là thông tin bí bảo, về sau thần khí toàn mua bằng kim nguyên bảo không khó, mà nên rất là khó cho các bạn nào mà hay đi bán kim nguyên bảo hoặc là nạp kim nguyên bảo khóa hay đi mua kim nguyên bảo khóa đấy. Thì ở chi tiết bạn cập nhật mới thì nó chỉ có như vậy thôi, thì mình cũng test cho các bạn coi thử cách nâng cấp nguyên lân, cách nâng cấp tiên thư và cách gộp thần khí. Thì bản này mình mong các bạn nên từ từ tìm hiểu trước, thì mình sẽ cũng tìm hiểu từng phần này mình review sơ qua thôi. Thì các bạn nào nên coi qua clip thử một ít, rồi chừng nào chờ server nó ổn định, giá cả thị trường nó ok rồi các bạn bắt đầu nâng cấp đấy. Và ngoài ra mình xin quên các bạn là bạn nào có điều kiện thì nên ở phiên bản này nó đang có cái nạp x2 đây, cửa hàng cái nạp x2 thì các bạn nên nạp x2 để lấy số kim nguyên bảo khóa và theo kịp đuổi theo lượt chiến để server, để các bạn không bị đuối. Thì mình nghĩ nạp cũng có tầm 1-2 triệu ủng hộ nhà Đức Hành cũng như nâng cấp vị trí bản thân, thì mình cũng khuyến khích. Tại bây giờ những người nào mà còn chơi ở server này, những người ta chơi tới cuối cùng, chơi tới khi sập game rồi, nên đa số là còn những người tâm huyết. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, còn có ý kiến hay yêu cầu gì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ cố gắng mình làm theo. Cảm ơn các bạn.